Ôi, kem gì mà bốc khói đã vậy anh? Là kem khói. Hả? Kem khói. Kem khói hả? Dạ. Ồ. Cái này là mày bật khói. Làm sao mà bốc khói vậy? Cái máy thì nó bật khói lên này á. Máy bốc khói. Em đi đâu ra lại vậy? Anh thổi khói ra. Bao nhiêu một ly anh? 20 ngàn. 20 hả? Đâu làm sao cho nó. Cái đó là cái gì? Nước khói lạnh. Đá. Ồ, đá hả? Đá khói. Nó cái gì vậy? Khói. Đây là phích cà phê. Cho kem dầu. Phích cà phê mà không biết phích cà phê. Biết là sô cô la. Đây là phích dạng đông nha các bạn. Đó, mà không biết bỏ cái gì ở trong đó mà khói lên. Nghi ngút kem luôn. Chỉ để em về em làm nghề. Làm luôn hả? Mới thất nghiệp ra bán. Kem 10.000 hả? Dạ. 10.000 hả? 20.000. 20.000 rồi hả? Có lấy hai cái thiều luôn nè bố. Đây bán bằng rẻ đó. Vậy hả? Bình thường 30.000 một ly. Cái gì? Bánh khối. Sô cô la luôn. Em đi ăn sô cô la luôn. Hả? Ấy nó chảy nước bơm nhưng vô, mà bơm nó lên khói. Bơm vô trước xong rồi mới múc cái này đó. Cho khói lên, khói lên. Khói lên xong mới múc kem vô. À, 20.000 một ly, 20.000 một ly, mày vô. Mấy ly bé? 1 2 3 4 5 6. 6 ly. Ghê. Là 120.000. Anh kia cỏ rồi 120. Em bé nè, đó xếp hàng ừ, tiên. Đó xếp hàng lấy khó. Cảm ơn. Mẹ đi làm bây giờ có chưa? Mới được có 3 ly thôi đúng không? Đây. Kem khói. Tiên. 1 ly nữa. Ủa?